Người đang xem cái video này của mình nha, mình xin tự giới thiệu, mình là Tiến. Số điện thoại để liên hệ với mình là 0706 222 415. Mọi người liên hệ với Tiến theo số điện thoại này thì cứ gọi điện trực tiếp, hoặc là gọi mình bận không nghe máy thì có thể nhắn tin cho mình để mình gọi lại. Anh em muốn xem thêm hình ảnh, thông số kỹ thuật của sản phẩm á, thì cũng có thể truy cập vào website súngcaosu.tk hoặc là fanpage của mình, fanpage Facebook á, đường link thì mình có để dưới phần mô tả. Hôm nay mình về một ít đạn cao su 9mm dùng cho các dòng súng bắn đạn cao su. Thì hầu hết thì các loại súng cao su của Việt Nam mình á, thì hàng blank lên thì sử dụng được hết á. Nói chung một cái kích cỡ thôi, nói chung kích cỡ nó không có khác nhau, sử dụng được hết, trừ ra những cái dòng súng của cóc cắt cho những an ninh, ví dụ như những dòng GG mà điển hình nhất là GG88 mọi người thì hay biết á, thì nó không có dùng được cái đạn này. Cái cỡ đạn của nó là khác, nó không phải là cỡ 9 ly. Nhưng mà Tiến thấy trên thị trường cũng có một số anh em là xài GG88 nhưng mà cũng xài được đạn 9 ly. Đó là những cái hàng phách, không phải là GG88 của Đức đâu. Những hàng đó nước nào sản xuất đó, mình cũng không rành. Nhưng mà lưu ý là GG88 thật thì nó hàng nó mắc hơn những cái dòng blank cao su này lên rồi. Nhưng mà nó không xài được đạn 9 ly. Còn anh em nào đang có GG88 mà xài đạn cỡ đạn 9 ly như thế này thì phải xem lại, nó không phải là nó là hàng phách thôi nha. Thì cái đạn cao su này nó xài được không hết cho các loại súng cao su á, blank lên thì xài được hết, cùng chung một cỡ là 9 ly ha. Thì một hộp như thế này là mình 50 viên, hộp như thế này 50 viên thì giá bán của nó là 4.500.000 một hộp. Ai mua lẻ thì 100.000 một viên ha, mua tệ diện phải 5-10 viên trở lên, với 1-2 viên ngày bán là phiền gửi tới gửi lui. Thì lưu ý cái hàng này mình chỉ bán chuyển khoản hết thôi, anh em nào có củi đi chơi rồi thì còn kẹo thì cũng không có gì phải xa lạ, nhưng anh em đó mua được hàng thì biết rồi đó, những hàng này ít có người nào dám giao dịch trực tiếp. Mình thì bên mình còn không giao dịch trực tiếp, cũng không ship code. Mọi người cảm thấy mà tin tưởng làm ăn với mình thì cứ chuyển tiền, mình chỉ nhận đủ tiền rồi mình mới gửi hàng sau nha. Đây là kẹo cao su 9mm, bắn đạn cho súng cao su, phù hợp cho tất cả các loại hàng luôn, các loại súng blank lên ở Việt Nam mình này, nói chung là đa 90% là sử dụng được hết, nó không có khác cái cỡ đạn. Đạn mình là đạn mới toàn bộ, mới giờ lấy về được một ít thôi, mình quay thì mình thông báo với anh em nha. Anh em mình mua hàng thì cứ gọi điện trực tiếp cho Tiến 0706 222 435, hoặc là cũng có thể nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại này để Tiến gọi lại tư vấn cho anh em nha. Còn muốn xem thêm hình ảnh gì đó thì cứ thông số cứ vào trang web của mình súngcaosu.tk nha. Rồi, mình xin chào và tạm biệt.